chuyên bán nhà phố các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về hệ thống nhà đẹp, thì trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Lê Văn Khương thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 để gửi đến với khách hàng mình một căn nhà phố có sổ hồng riêng, pháp lý chuẩn và giá cả được thương lượng trực tiếp chính chủ. Vị trí của căn nhà là đối diện nhà máy bia Heineken, sát bên Gò Vấp. Thì ngôi nhà của mình là nằm trong khu phân lô xây dựng đồng bộ, nhà cao tầng rất là VIP luôn. Và trước khi tham quan căn nhà, chúng ta cùng em quan sát đường phía trước nhà nha. Đó, đường này thì rất là rộng, lên tới 8m, có tiêm đường, chưa bao gồm vỉa hè mỗi bên 3m nữa. Thì khu này thì xe ô tô cũng như xe tải mình di chuyển vào tránh nhau thoải mái, rất là an ninh, cách Gò Vấp chỉ 500m thôi, cho nên rất là phù hợp cho quý khách hàng mình mua để ở cũng như là mở văn phòng công ty hoặc là kinh doanh đa ngành nghề. Và để tiếp tục, căn nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một trệt 3 lầu, có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 18m. Ngôi nhà của mình là thuộc hướng Tây Bắc, rất là phù hợp với anh chị khách hàng có hướng là Tây tứ trạch. Và công năng sử dụng bên trong gồm gara ô tô, khu vực sân để xe máy, phòng khách, phòng bếp cũng như bên trên là 5 phòng ngủ, có thiết kế toilet riêng bên trong phòng. Và phòng thờ sân thượng trước sau thì nhà mình phía trước có ban công cửa sổ lớn, phía sau của mình cũng có ban công luôn cho nên rất là thông thoáng và mát mẻ. Hiện tại gia chủ đang giao bán căn nhà với mức giá là 6 tỷ 500 triệu đồng, giá còn thương lượng làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng mình vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị nhà nha. Và trước khi vào tham quan bên trong, chúng ta hãy cùng quan sát lại mặt tiền phía trước của ngôi nhà này. Một mẫu nhà thiết kế năm 2022, thiết kế hiện đại rất là đẹp luôn. Và bắt đầu tiến vào bên trong căn nhà. Phía trước nhà của mình được gia chủ trang bị lớp cửa sắt 4 cánh, rất là chắc chắn nè. Và phía bên trong mình có một cái khoảng sân gara ô tô kèm khu vực để xe máy. Thì ngôi nhà này gia chủ mình vừa làm xong, em cho lên sóng luôn cho nên là đồ đạc của mình còn chưa có dọn xong. Quý khách hàng xem thì hãy thông cảm cho bên Hằng Ni nha. Nhà mình còn hai lớp cửa, trước phòng khách còn một lớp cửa nhôm sinh pha kèm kính cường lực 10 ly. Được gia chủ mình đã trang bị cũng như là hệ thống màn rèm cửa nè. Rất là sang trọng luôn. Ngôi nhà được gia chủ mình thiết kế theo tông chủ đạo màu trắng, kem và xám. Và vào bên trong phòng khách, vừa vào là em Ni thấy nổi bật ngay khu vực cầu thang. Được gia chủ mình ốp đá cao cấp nguyên tảng nè, tay vịn lan can bằng sắt CNC. Và phía dưới chân cầu thang là hệ thống đèn âm, rất là đẹp và sang trọng luôn. Đặc biệt phía trước cầu thang của mình được gia chủ mình trang bị một cái lớp trắng bằng kính. Về phong thủy thì phải nói là rất là tốt nha. Và ngôi nhà hiện tại được gia chủ mình hoàn thiện khoảng 90% rồi. Còn một số chỗ mình cần dặm lại cũng như là chăm chút những cái chi tiết nhỏ nhặt hơn để ngôi nhà hoàn thiện và bàn giao đến cho khách hàng. Ngay đây mình có khu vực để kệ tủ tivi nằm dưới chân cầu thang. Và tiến vào bên trong là khu vực phòng bếp. Được gia chủ mình thiết kế đầy đủ với hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bồn rửa, kèm kệ tủ để tủ lạnh luôn nè, tủ lạnh hai cánh. Và tiến về phía cuối căn nhà, đây gia chủ mình có thiết kế cho mình một cái bồn để trồng cây, trồng hoa cũng như là có thể là trồng rau. Phía bên trên thì mình có ô cửa giếng trời để lấy ánh sáng trực tiếp cho phía sau cũng như là lượng gió trời. Tại đây thì mình có một cái lavabo nè, kèm với gương soi mình chưa lắp nha cả nhà. Và phía bên trong là toilet, đầy đủ các thiết bị vệ sinh. Và như vậy thôi, xin mời quý khách hàng mình cùng quan sát từ phía cuối căn nhà để bắt đầu chúng ta cùng di chuyển lên tầng 1 của ngôi nhà. Và Hằng Ni xin nhắc lại, ngôi nhà của mình có diện tích là ngang 4 và chiều sâu là 18m, với hướng chính là hướng Tây Bắc. Và hiện tại gia chủ đang giao bán với mức giá là 6 tỷ 500 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Với kết cấu một trệt 3 lầu, công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, gara ô tô, sân để xe máy, 5 phòng ngủ, phòng thờ cũng như là sân thượng trước sau. Quý khách hàng mình quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy alo cho Hằng Ni với số điện thoại bên góc trái màn hình của video.
em sẽ hỗ trợ cho chúng ta cùng tham quan thực tế cũng như là sở hữu căn nhà này với giá bán tốt nhất nha. Bà Hằng Ni đang di chuyển ra phòng ngủ thứ nhất, nằm tại tầng 1 của ngôi nhà. Mỗi tầng như vậy mình gồm 2 phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Và em đang có mặt tại phòng phía sau để di chuyển ra ban công. Tại đây mình có một cái bồn để trồng hoa nè. Phía sau nhà mình thì có một cái sân vườn. Cái đường đi của nhà phía sau không có bị trắc view cho nên rất là thông thoáng luôn. Và phía bên tay phải của em, gia chủ mình có thiết kế những cái ô gạch không gió nè. Khi mà mình có ánh sáng mặt trời dọi vào thì những cái tia ánh nắng chiếu vào rất là đẹp luôn nha cả nhà. Và tiến ra bên ngoài là khu vực nhà vệ sinh, đầy đủ các thiết bị bồn cầu, lavabo và gương soi. Gương soi mình sẽ lắp sau nha cả nhà. Nhà của mình xây dựng là tầng và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên phòng ngủ thứ hai. Phòng thứ hai này thì xoay ra mặt trước của ngôi nhà. Phòng này thì mình có toilet riêng bên trong phòng. Tại khu vực này thì quý khách hàng mình có thể thiết kế một cái tủ quần áo hoặc là khu vực để phòng thay đồ, rất là tiện luôn. Và di chuyển vào bên trong là nhà vệ sinh. Được gia chủ mình ốp gạch phun trần theo tông chủ đạo màu xám, rất là sạch sẽ nha cả nhà. Và nhà vệ sinh này sẽ được gia chủ mình lắp thêm vòi tắm hoa sen cùng gương soi nha cả nhà. Nhà mình đang trong quá trình hoàn thiện cho nên là còn những cái đồ lặt vặt mình vẫn chưa lắp xong. Quý khách hàng mình khi xem video hãy thông cảm giúp cho bên Hằng Ni nha. Và tiến ra cái khoảng không gian phía trước, tại đây mình có một cái ô cửa sổ rất là lớn luôn nè. Và bắt đầu xin mời quý khách hàng cùng Hằng Ni di chuyển lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 thì thiết kế cũng như tầng dưới thôi, hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Thì tại đây em sẽ quay sơ lược cho quý khách hàng mình cùng quan sát và theo dõi nha. Phòng ngủ thứ 3 thì mình cũng có một cái ban công đây, đưa trực tiếp ra cái ô giếng trời tại nhà, tại tầng trệt lúc nãy em có quay đó. View thì rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Đây, phía bên ngoài thì mình cũng có một cái toilet dành cho phòng ngủ thứ 3. Và tiếp tục chúng ta đi lệch tầng để di chuyển vào phòng ngủ thứ 4 của ngôi nhà. Về kết cấu thì phòng ngủ thứ 4 cũng giống như phòng ngủ thứ 2 bên dưới thôi. Chỉ khác là mình có thiết kế thêm một cái ban công rộng phía trước. Và cùng Hằng Ni di chuyển ra để chúng ta cùng quan sát một xíu nha. Đó, khu vực phía trước của mình, một khu phân lô xây dựng đồng bộ, có vỉa hè cây xanh rất là rộng rãi và thông thoáng. Và chúng ta cùng di chuyển vào bên trong để cùng quan sát lại khu vực nhà vệ sinh tại phòng ngủ thứ 4. Rồi bắt đầu mình di chuyển lên tầng sân thượng của ngôi nhà nha. Và nhà của mình gia chủ vẫn còn hoàn thiện và chăm chút lại, cho nên khách hàng mình hãy yên tâm nha. Tại sân thượng mình cũng có một toilet riêng nữa nè. Tổng nhà mình lên đến 6 nhà vệ sinh. Và tiến ra khu vực sân thượng phía sau, đây mình có một cái khu vực sàn nước cũng như là để máy giặt, máy sấy tại đây, rất là thuận tiện luôn. Và di chuyển ra phía sau thì mình có thể là phơi đồ hoặc là trồng cây, trồng rau, trồng hoa phía ngoài này, không có bị trắng view. Và nhìn xa ra đó, em di lên là nhà máy bia Heineken, rất là gần luôn. Di chuyển qua chỉ mất 500m thôi, sát bên Rò Vấp. Và tiếp tục chúng ta cùng di chuyển là tầng lên trên, thì phía trên toilet có một cái phòng kho tại đây. Thì lúc nãy em cũng đã thử mở trước rồi, mở không được. Gia chủ mình có để đồ bên trong đó cho nên là khóa lại rồi. Và cùng nhau di chuyển ra phòng ngủ phía trước. Tại đây thì quý khách hàng mình có thể là làm phòng thờ, cũng tùy vào phong tục tập quán của mỗi gia đình. Gia chủ mình đã lắp sẵn cho mình cái hệ thống rèm cửa rồi. Khách hàng mình mua về chỉ cần dọn vali vào ở cũng như là kinh doanh hoặc là cho thuê thôi. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều đã ủng hộ cũng như là xem video của em. Cả nhà mình khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Bye bye!